Quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh USA. Xin mời quý vị cùng đăng ký kênh cũng như bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi chương trình mới nhất nhé. Và quý vị muốn giao lưu tương tác với Khánh Linh xin mời vào trang Facebook MC Khánh Linh USA. Thưa quý vị, tin vui đến với người dân Mỹ đây thưa quý vị. Thưa quý vị, thì kể từ tháng 3 lúc mà Tổng thống Trump ký ra cái dự luật là mỗi người dân Mỹ sẽ được 1.200 đô la dựa trên income như thế nào đó thì chúng ta đã nhận được check hết rồi, hầu như chúng ta đã có hết. Thì ngày hôm nay Tổng thống Trump một lần nữa lại mang đến tin vui cho tất cả người dân Mỹ, và đây cũng là chính từ miệng Tổng thống Trump nói ra luôn nha mọi người. Confirm cho mọi người một điều rằng đây là lời của Tổng thống Trump, mà mọi người biết rồi, Tổng thống Trump của chúng ta là người nói là sẽ làm chứ không phải như nhiều tổng thống khác nói nhiều hơn là làm. Thì Tổng thống Trump đã nói sẽ mở ra một đợt gói cứu trợ kích thích kinh tế khác, gửi tiền trực tiếp direct deposit. Tổng thống Donald Trump cho biết hôm nay thứ hai 22 tháng 6, ông sẽ mở một gói kích thích thứ hai khi nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục quay trở lại từ đại dịch Covid. Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với tin tức truyền hình địa phương của Scripps, liệu ông ta sẽ đưa ra cho người Mỹ một tấm check nữa? Ông Trump trả lời, vâng, chúng tôi sẽ thực hiện một gói kích thích khác, nó sẽ rất tốt, nó sẽ rất hào phóng, Tổng thống Trump nói. Khi được hỏi nó sẽ có bao nhiêu tiền thì Tổng thống Trump nói bạn sẽ tìm biết nó, bạn sẽ biết nhanh thôi. Một quan chức Nhà Trắng nói với NBC News, một đợt thanh toán check trực tiếp mới là một phần của thứ mà nhóm kinh tế đang nghiên cứu, nhưng nói thêm chưa có quyết định nào được đưa ra. Vào tháng 3 thì Quốc hội đã phê duyệt tới 1.200 đô la mỗi người trong các khoản thanh toán trực tiếp cho các cá nhân, kiếm tiền ít hơn dưới 6 con số để giúp dập tắt đại dịch. IRS cho biết đầu tháng 6 rằng có khoảng 153 triệu khoản thanh toán kích thích đã được xử lý. Tháng trước thì Đảng Dân Chủ đã thông qua đạo luật Heroes trị giá 3.000 tỷ đô la, bao gồm một vòng thanh toán trực tiếp khác, nhưng Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã chống lại, với các nhà lãnh đạo nói rằng họ muốn chờ xem nếu có cần thực sự hỗ trợ thêm. Ông Trump đã đe dọa phủ quyết rằng dự luật về các biện pháp mà Nhà Trắng của ông đã tuyên bố là một danh sách mong muốn ý thức hệ. Một số cố vấn kinh tế của Trump đã thúc đẩy Tổng thống từ chối bất kỳ chi tiêu bổ sung nào và tập trung vào các giảm thuế và các biện pháp bãi bỏ quy định mà họ cho rằng sẽ hỗ trợ sự hồi phục sau khi báo cáo việc làm tháng 5 tốt hơn dự kiến và tăng doanh số bán lẻ. Steve Moore, một nhà kinh tế bảo thủ, người đã tư vấn cho Tổng thống nói, chúng ta không nên thực hiện bất kỳ chi tiêu nào nữa. Khi được hỏi về gói kích thích cho coronavirus, tiếp theo sẽ bao gồm những gì thì phát ngôn viên của Nhà Trắng là Judge Deer nói trong một email, bất kỳ gói kinh tế giai đoạn 4 nào cũng phải ưu tiên cho biện pháp kinh tế ủng hộ tăng trưởng, khuyến khích người lao động và lực lượng lao động lớn của Mỹ quay trở lại thị trường lao động. Đầu tháng này thì Tổng thống Trump cho biết ông ủng hộ việc cắt giảm thuế lương và sẽ làm mọi việc cho các nhà hàng và nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành công nghiệp giải trí. Đây sẽ là một động lực cho dù đó là các khoản khấu trừ hay bất kỳ điều gì. Thưa quý vị, thì hy vọng rằng trong cái tình hình kinh tế hiện nay chưa được ổn định và mọi người bắt buộc phải quay trở lại với công việc làm, thì chúng ta sẽ có thêm được những khoản tài trợ, có thể là không phải được nhiều như là cái tiền thất nghiệp mỗi tuần chúng ta lãnh, nhưng mà khi chúng ta đi làm lại rồi chúng ta có tiền lãnh hàng tuần, hàng tháng hay mỗi 2 tuần thì chúng ta có thể xoay sở cho cái cuộc sống của chúng ta. Và nếu mà Tổng thống sẽ cho và đã hứa là sẽ cho chúng ta như vậy thì chúng ta hãy yên tâm nhé các bạn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.